Xin chào quý vị khán giả thân mến đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Châu Hùng nha. Và hiện tại thì Châu đang có mặt ở Xính Thầu, con đường ước mơ Xính Thầu đây các bác. Nó bây giờ có những đoạn thì mọi người cũng đã làm xong rồi, có những đoạn thì bây giờ là còn cái nhóm ở bên kia thì đang chia nhau tiếp. Và bởi vì đã đi làm theo nhóm ấy thì mọi người đã phân chia nhau hết, còn những ai mà đã làm xong thì người ta đã được nghỉ ngơi rồi, còn những ai mà chưa làm xong thì hôm nay lại tiếp tục đấy. Cái việc mà mở đường thì theo dự tính của Châu thì nó đâu cũng đâu đó khoảng 2 tuần là xong. Và tí nữa thì Châu sẽ đi nhờ muộn máy khoan của anh Hoàng Vùng Cao, cái máy khoan đá ấy. Châu vừa gọi điện xong và chắc khả năng là Châu cũng sẽ nhờ anh Hoàng Vùng Cao lên xem lại cái máy nghiền của Châu Hùng để lại, để rồi là Châu cũng sẽ xem sửa được thì sửa, không sửa được thì hắn tính biện pháp đi mua cái mới. Đây, như cái đoạn này thì bây giờ đang đợi máy khoan để làm đây này. Cục đá này, cục này. Ở đây nữa, đây cũng còn một cục ở đây nữa. Đây, cục này. Cái cục này thì vẫn chắc là phải tầm 3-4 múi ấy. 3-4 múi mới được, mới xong được. À, đây là mấy anh em đập đá ở đây rồi này. Chú. À, khoai ra xuống đi rồi, từ từ nữa, chị tự uống rồi. Tốp bò. À, thế thì tí nữa cháu đi đi lấy cái máy 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 khoan về xong là các tự khoan nhé. Các tổ ấy, các tìm người về quan. À không, bây giờ cháu đi mượn được cháu đi mượn được cái máy khoan rồi. Ờ, về thì ông tổ nào biết khoan thì cứ khoan thôi. Thì là đỡ tố đỡ đỡ được rất là nhiều tiền ấy. Em mượn được máy khoan rồi. Nhưng mà chưa đi lấy ở chùa lủng dưới ấy. Thì nữa em mới đi lấy. Cho tí lấy luôn, tí lấy về xong là chiều vứt ở bên nhà, lấy về vứt bên nhà xong đi ra huyện mua mua dầu, cái giả cái xăng à, xăng hay dầu pha nhớt nhỉ, xăng pha nhớt à, không phải dầu, máy sắt bột là đúng không? À, một chai nhớt á, mà nó có nhớt của nó đúng không? À, có phải nhớt xe đúng không? À. Thế là chỗ này là mình đập đá ở đây à? Mà, bà, bà. À, máy sát đây luôn đúng không? À. Tí nữa em mà đi xem, đi tháo cái máy nổ xem nào nó có bị hỏng hay không ấy. Nếu mà nó hỏng thì chắc là mua cái mới thôi. Còn không hỏng thì sửa được thì em thay hết. Ờ. Làm từ bên kia sang, em đang bảo họ đi làm rồi. Nếu mà tí hỏi hỏi xem là tí mà nếu mà bên kia mà nó bên 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 kia mà bên kia mà như nào thì không ấy thì mình từ kia đi cũng được. Tùy sẽ xem để xem mọi người bên kia như nào đó, nếu mà không được thì không kịp thì sẽ hỏi bên kia xem như nào. Em không ý ý ý cháu là xi ở bên này thì nó đắt hơn ở bên bên kia. Ờ. Và lên đây hình như là một bao của nó là 80.000 hay sao ấy. Ừ, thì mình lấy ở bên kia là có 75.000 thì nó bớt được 5.000. 5.000 thì ít thôi, tính ra mình nó cũng ít thôi, nhưng mà nếu mà về nghìn bao thì nó nhiều phết đấy. Ừ, tính anh trước trước ở bên Đồng Thàng kia tính 1.000 một bớt được 1.000 một bao, nhưng mà cuối cùng tính được 1.000 bao là nó đã bớt được bao nhiêu tiền rồi. Ôi, bình tĩnh. Ô. Cậu chơi rồi. Cái cục đá là đang bị tắc bị mắc ở kia nữa. Dễ thì phòi phòi nào dễ nè. Mì tôm cho từ lò mì tôm này nè nè. Không có mì tôm, không có tiền, tiền có mà tiền đấy là tiền để mình mua xi măng các thứ thôi, không có tiền mua xi mua dầu, à, dầu mì tôm ăn cơm, dầu mì tôm ăn cơm à? Thế là sao tối thì đi lên nhà có phay gì rồi? À, đoạn bên kia là bây giờ mình người ta mới chia nhau này. À, đoạn dưới kia. À, đoạn của trường thôn là làm xong rồi ấy nhỉ? Ô, nhưng mà sao mà nhanh đấy nhỉ? Đoạn trường thôn từ từ kia sang bên kia thôi mà. Từ
đây 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 à? Cô điện này à? Đằng sau này lên. Xong bây giờ còn đội với game kia là tổ tinh kia hai tổ nữa, một tổ ấy. Một tổ thôi à? Chia hai tổ, một tổ à. Tổ ba người á? Mười ba người á? À thế tổ bên kia đông người hơn à? 27 à? À. Thế bây giờ là có những đoạn là xong rồi, bây giờ có những đoạn là đợi đợi máy khoan thôi. Đỏ đúng không? Là một chai đỏ luôn. À. À à. Anh chưa dùng bao giờ? Anh là anh trai là em trai của Dương Thôn đấy. Chú à, sao nhìn giống như hai anh em ruột đấy nhỉ? Mặt mũi nhìn giống nhau y xì luôn. Cháu à? À, chú Trường Thôn à? Trường Thôn là bao nhiêu tuổi rồi? Hai ba? Hai ba thì 2000 à? 2005 à? 26 à? Thế thì còn ít tuổi hơn cả mình luôn. Làm trưởng thôn sớm thế này thì toi rồi. Thôi anh em làm nhé, sang bên kia một tí đây. Đi xem mọi người như nào. Rồi là lúc nó đi qua lấy cái máy khoan. Đây là cái máy khoan về để cho mọi người khoan và đục đá. Ừ, đây cục này. Cục này cũng cũng cần phải khoan này. Khoan để hạ xuống này. Đó. Bên kia giờ mọi người đang chia nhau thì cháu xem sẽ cùng các bác đi sang bên kia để xem mọi người như nào. Ôi ôi, hôm nay vào không cầm kẹo rồi. Để mai. À trên này còn một gói hay sao ấy nhỉ? Có phải con gói kẹo không nhỉ? Từ từ xem, chú xem là con kẹo không? Cái gì á? Để xem là con kẹo không? Đây à. Ôi không phải. Không cầm ơi, chiều nhá. Ờ, ở nhà nhá, chiều. Ờ, chiều. Không chiều thì mai chú lấy cho nhá. Chú có nhiều kẹo lắm nhưng mà không ai vác hộ chú sang đây cơ. Chú có hẳn một thùng to cơ mà. Ừ, nhá. Ờ, cái gói ở chỗ này là gói giấy ướt của cháu Hùng. Đi đi đường bụi, đi xa bụi ấy. Thì nên là cũng mua cái lấy túi ướt đi đi cùng để được lau mắt các bác. Hôm nào thì dành ít thời gian để đi tặng tivi của cô Huyền Đỗ gửi đến mọi người, bởi vì là cô Huyền Đỗ là có gửi cho cháu Hùng 10 cái 9 cái tivi, 9 cái. Đó. Thì là cháu sẽ đi mua tivi để tặng cho các điểm trường ở vùng sâu vùng xa, những cái điểm mà muốn các bé có muốn xem ở thế giới bên ngoài các bác. Rồi, đây này, nhóm của nhà nào đây là có một cái bài đá ở đây rồi này. Nhìn cái đá này phải đi làm một cái bộ hàm nghiền, nó rất là cứng luôn. Không là cái đá này rất là cứng, các bác nhìn cục đá là nhìn đã biết rồi này. Cái đá này thì khỏi bàn luôn rồi. Còn ở bên này mọi người vẫn đang chia nhau. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Ngày thứ 3 và ngày thứ 4 rồi, hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Hôm qua thì là có đám ma ấy, nên mọi người cũng có người không đi làm, có người đi làm. Đây là đoàn của trưởng thôn này, làm đẹp cho các bác. Phải gọi là tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, xếp hai bên lên kè, đẹp, lung linh. Bà con mà có con đường này thì mọi người đi lại thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Công việc mà mọi người đồng lòng làm thì rất là vui. Xóm bên kia thì không hợp nhau cho lắm nên là đi làm rất là cãi nhau thôi. Còn bên này thì mọi người vẫn đồng lòng cùng nhau đi làm này. Sáng nào cũng đi rất là đông người luôn. Nên ở chiều đi mua rồi. Một thông của tôi kìa. Cái nên tôi phải tụi tụi. À.
đông người quá là chia thành ít tụ to chỉ thế là một người là nhà của cô này là được à, được từ cái đoạn này con đi một tuần ấy à. Thế là chia mỗi người một đoạn này cũng giống như bên Lùng Thà hết, bên Lùng Thà cũng vậy ấy. Có giá giá ui đâu, giá ui tài á? Ủa nhớ phải đâu? À, chú đoạn ô ui tài rồi. Đoạn của ông là ông làm xong rồi. Do mà thi mà nhớ do nên mà nên nhiều ui tài ua mà. Rồi, nhanh rồi. Bây giờ là xếp theo cái mép kia sang đây luôn này. Ừ, cha tôn cha con đi kìa. Chua, chua, chua là khó tốn chua luôn mà. Ồ, nó lì thế. Thế phải đợi bên kia sang à? Anh. Bên kia làm, anh làm xong chưa? Chưa, đang về vào đi đây. À, vừa vào đến đấy. Bây giờ mới chia à? Chia chung rồi. Anh được đoàn nào ấy? Ở số 6 là bên này. À, số bên này. Đâu, đoạn này là bây giờ là sao, số 5 thôi, từ từ đi nào. Ôi, to là to chỉ con đi mú thế. Ừ, đấy, xếp từ đây đi thôi, xếp đây sang bên kia là được. Bên này đông người thế. Bên này là như bây giờ mới làm à anh? Hôm qua đi đám mà hay đi cưới? Đám mà. Anh được đoàn nào ấy? Một chỗ này ra? Từ đây. À đến đây đúng không? À từ đây đến đây. Đây này, project đây này. Đây, vô đây, đá đây. Đá mới một đống này. Chẳng nhẽ mọi người lại không cho mình đá này đúng không? Có, chắc là còn cho lấy chứ sao không cho lấy. Không cho lấy sao mà được. Số 7. Anh được số 6 được bên kia đúng không? Thế còn số 7 là của ai đấy? Thế là vẫn chưa biết là số 7 là của ai. Làm xong là mai mốt đi tán gái đi cho dễ. Đấy, bên này các cô đang à, chả biết là tìm được chỗ của mình chưa, ưng ý chưa. Thời tiết ở trên vùng cao thì à, đúng là bắt đầu à, trước khi mà vào cái con đường này thì à, thời tiết rất là lạnh luôn các bác, lạnh hết chỗ nói luôn. Chào em. Đoạn em là từ dưới này lên à, từ cái đá lên à? Đến đây luôn. Đến trên kia. Trên kia. Xa phết đấy nhờ. Nhưng mà nhiều đá không sao à. Đến đây. À thế còn đoạn này không phải của em à? À đoạn số này số 13. 12. Thế là hôm qua sao mình không đi làm đấy? Hôm qua sao không đi làm? Hôm qua? Ừ. Chả biết. À bắt đầu hôm nay. À hôm qua đi đám ma đúng không? Đúng rồi. À đám ma ở chùa Lùng Dưới à? Hay chùa Lùng Trên? Chùa Lùng Trên à? Ở tít dưới kia đúng không? Đúng rồi. Xa hôm nay mọi người ôi vớ luôn rồi. Ui chà, đẹp luôn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 16. 16 á?
Thế bố đâu không đi làm mà phải đi làm thế bố à? Bố nhưng mà bố chết lâu rồi. À bố mất lâu rồi. Vâng. À. Thế là mình không đi học à? Không. Nhưng mà sao biết được tiếng Kinh? Biết ít thôi. Biết ít thôi á? À? Hồi xưa học hết lớp mấy? Hồi xưa học hết lớp mấy? Học hết lớp mấy? Không đi học. Không phải lớn đâu. Từ nhỏ là không đi học luôn. Vâng. Nhưng mà vẫn biết được tiếng Kinh. Nhưng mà không biết nữa, biết ít thôi. Biết thôi à? Thế là giỏi rồi. Em tên là gì? Em tên là Cho. Cho à? Ừ. Đấy, em Cho không có bố nên là bây giờ phải đi làm thay mẹ. À, từ nhỏ tới giờ không đi học nhưng mà tiếng Kinh rất là chuẩn nha. Phải nói một điều rằng là biết từ cái khiếu năng ấy các bác. Thế là cũng dễ vớ đấy nhỉ, đá này. Thế con anh này là từ đây từ đây à? Đây á? Đây đến chỗ này à? À hai thằng làm cùng nhau chứ? Ờ giúp nhau làm đúng không? Rồi đúng rồi, hai thằng giúp nhau làm cho nó nhanh. Ừ đúng rồi, khác người khác làm còn lâu lắm. Nhưng mà nhớ đập ở mặt đường cho nó nhỏ nhỏ một tí nhá, đến lúc mình đổ xi măng xuống ấy thì nó đỡ phải trôi xuống dưới hết. Ừ. Còn chú này thì chú đang đi bới đá. Bới chẳng biết là bới được nhiều đá không? Anh được đoàn nào rồi? Anh được đoàn nào rồi? Số 2 á? À, số ở ngoài kia? À. Số 2 thì dễ quá còn gì nữa? Không, phải đi kiếm đá về. Kiếm đá về. Kiếm đá về. À, không đủ chiều rộng á? Không đủ chiều rộng à đoàn này? Đoàn này không đủ chiều rộng à? Đấy, không đủ chiều rộng, đập cái này xuống. Ở khoan thì chắc tí nữa em đi lấy rồi. Tí nữa lấy mấy khoan về trong là khác tổ khác từ khoan nhá, em đi mua được máy rồi. Mượn đi mượn. Có xăng có nhớt. À cái xăng với phân nhớt này, có. Máy phải ok nhá. Máy mới mà. Máy mới. Ờ. Nhưng mà cái búa đập kia. Búa đập có. Nó có cái búa đập theo chứ hay có mà, có hai cái. Hai cái búa đập theo. Cái miếng là có mà. Mở đập với có. Đấy phải làm như cô này này. Cô này làm đẩy liên tục vào. Cái chị kia chả biết là cười gì, sao mà cười khoái thế không biết được. Ờ, bó tôi bảo chính xác đấy. Ui, dế muôn tàu, dế sổn đi nè. Đá có nhiều thật. Nó chỉ cài thế hả? Rồi lút từ mà là chị ua mà dù đá ló. Trên nhiều nhiều kho thì tôi mà từ một trên thế. Ừ. Đấy, cách. Ú. Các chị là khác người khác, là đoạn đoạn của mình là xong là về. Bởi vì đây là cũng không phải lên dốc mà nó chỉ là đường bằng thôi, còn đoạn nào mà khó quá thì là sẽ dùng mấy khoan để khoan nên không phải lo.
đoạn này là phải làm bên dưới lên là xếp lên để đủ mặt bằng. Có cái này còn u lò à, nên sao tụ à, sao tụ còn ít to lò à. Không có tiền, không có tiền, không có tiền lấy mì tôm ấy. Không có tiền chứ, có tiền là mua cho luôn, không có tiền khổ lắm. Biết là mọi người làm vất vả rồi nhưng mà cháu không có tiền cơ. Cháu có tiền là cháu mua rồi. Bao là mà, chỉ một chia à. Ờ. Giống một chia mà thành ruột lọt thế là. Các chú thì cứ đòi ăn mì tôm mà bây giờ kinh tế nó quá là hạn hẹp nên là không thể đáp ứng được nhu cầu của các chú các bác được. Nên các chú các bác có phải thông cảm, hết sức thông cảm cho cháu Hùng luôn. Mọi người thì đi làm thì cũng muốn là buổi trưa là có cái ăn đấy, có cái ăn không, cũng chẳng muốn còn lúc đi làm thì vẫn là đi làm thôi. Còn mọi người đi làm là chủ yếu là buổi trưa là có gạo để ăn, nhưng mà rất tiếc là những cái kinh phí nó còn quá là hạn hẹp nên là cháu cũng thể nào mà đáp ứng được nhu cầu của mọi người được. Anh đoạn bên này thì bây giờ chẳng biết xếp gì đây. Ôi chà, ở bên kia là có người đã làm xong rồi kìa. Làm xong từ hôm nào rồi ấy. Bên này bây giờ mới thấy là anh này mới đây. Em cho anh nhá. Đây, đoạn của anh này là bây giờ chỉ cần đập cái mặt bằng đá này xuống là được rồi. Rất là ok luôn. Còn ở bên này nữa. Bên này thì cũng cháu cũng thấy là ở đoạn này là người ta đã làm xong rồi ấy các bác. Đấy, đã làm thông sang bên kia luôn này. Chà, nhanh cực kỳ luôn. Còn đi nữa thì chị uống rồi. Còn đi uống thì chị một chê luôn. Nên thế á? Con đi mua gì nữa? Nếu chúng ta con đi mà to lửa rết mà to rồi rồi. Ô có con đi mua rồi. Ô tủ á? Ô chỉ tủ ô nè. Ô tủ tủ tủ. Ô. Tủ tủ nè. Tủ mẹ mẹ nè. Ê, tủ mẹ bụt nút bụt ô xóa nè nè. Chỉ tủ à? Ô chỉ tủ nè nè. À, nhìn bạn này, nhìn bé này nhìn như quen, tưởng là hôm qua mới làm cái game nên thực ra không phải. Bé khác. Phải đào chỗ này lên. Mỗi nhà sẽ có một cái búa. Ý định cháu Hùng là lúc đầu tiên hỏi mọi người là đi mua búa không, mọi người bảo nhà nào không có thì thôi. Mọi người bảo tiết kiệm đồng nào hay thế đồng đấy. Còn đây đoạn này là của hai vợ chồng. Hai vợ chồng này làm một buổi này được về rồi. Tí nữa đến 12 giờ là được về hết rồi. Là giờ là còn việc là khoan đá với lại nghiền bột nữa thôi. Giờ thì cháu cũng sẽ đi sang bên kia để đi hỏi cái máy khoan. Cái máy khoan rồi lấy về. Để đi mua đi. Ô tà rồi. Tưởng là làm xong rồi, chị này cười đến giờ luôn. Đi à, giờ đi về nhà lấy búa về để là làm. Hầu như là ở trên vùng cao thì nhà nào cũng phải thủ một cái xà beng. Vậy một cái búa. Bởi vì là mọi người cũng phải làm mà. Kẻ nương kẻ tiếc phải cần búa với lại xà beng để làm. Thank you.
đá quá cứng. Dê chỉ chú bỏ anh tao nữa chứ nè. Tao tao. Đá ở bên kia nhìn giòn hơn một tí, đá bên này nhìn trông nó cứng lắm các bác, cứng cực kỳ luôn. Nhìn các anh các chú đập thì đập mãi mới vỡ được. Sa tù uôn một chỗ tự. Ờ, sa tù còn uôn mà cánh này. Ôi nhìn thấy mặt, mùa giống gì luôn. Bài đoạn này là bảy người chung nhau làm. Mọi người chung nhau làm thì nó sẽ nhanh, cái công việc nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn đoạn này thì chị bà chị ném đá xuống được một lúc thôi mà được rất là nhiều đá luôn đấy, như các bác thấy đấy, nằm mà la liệt ở giữa đường luôn. Chị bà chị đã về nhà để lấy búa rồi, rất là nhiều đá là không được tìm thôi, nhưng tìm thì rất là nhiều đá. Có những người được đoạn rất là đẹp, có người được đoạn thì cũng khá là không được đẹp cho lắm. Đây còn chẳng biết là của nhà nào đây, đây còn chưa có người đi này, đợt này còn chưa có người đi làm này. Anh bảo anh được số 2 mà. Tao đã đổ công để làm. Đổi con á? Ừ. Hộ anh, à. Anh này sang hộ em. Tức là bây giờ giúp nhau làm nhỉ? Thế cũng được. Mình thì lại không có cái búa, không làm được. À đi không cầm búa à? Búa có cái bé. Quên quên đúng không? Được, đổi con cũng được. Đổi con cho nó hợp lý hơn. Em đi giờ em đi xuống chuồng lủng để em lấy cái máy khoan á. Tí còn xem đi sửa cái máy máy xem máy bụi máy cái máy nghiền sửa mà không được thì chắc phải mua máy mới. Cái cục đấy chắc có khi còn không cần đập ấy, cục đấy nhỉ, cái cục anh vừa cho vào ấy vừa zin đẹp luôn. Đúng rồi. Đập đá này còn phải có kỹ thuật, kỹ năng để đập ấy. Người không biết đập đập mãi không vỡ. Người biết đập thì kiểu gì cũng vỡ rất là nhanh nha. Thank you.
nửa 1/2 căn sang căn dầu rồi. Vùi hết sạch cái đồ đá này luôn. Giờ để các bác làm cho chỗ đi đi chở cái máy đi một chỗ chỉ chỉ này. Đi mà đi lấy cái máy nghiền, à không phải máy nghiền mà máy khoan đá. Còn những đoạn thì còn chưa xong, đoạn thì xong rồi. Rồi thì chúng cũng xin phép kết thúc video chúng ta đây. Hẹn tất cả các bác và quý khán giả video tiếp theo trên kênh của chúng nha. Mong sao để các bác luôn đồng hành cùng cháu cùng trên con đường ở Lùng Thà các bác ạ.